Emily kính chào tái ngộ quý ông bà, cô bác, anh chị em trong chương trình Thời sự Hoa Kỳ ngày 24 tháng 3 năm 2024 do đội ngũ ban biên tập Epoch Time thực hiện. Kính chúc quý khán thính giả luôn được bình an, vui vẻ và hạnh phúc. Bản tin hôm nay, Emily xin gửi tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Thành trì của đảng Dân Chủ bị lật đổ, cử tri đảng Cộng Hòa tốt đỏ lãnh thổ của Biden. đình. Hạ viện thông qua dự luật cấm bán dữ liệu của người Mỹ cho Trung Quốc và các địch thủ ngoại quốc khác. Và sau đây là phần thông tin chi tiết. Kính thưa quý vị, Thông đốc Ron DeSantis tuyên bố, đảng Dân Chủ đã hủy bỏ cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống tại Florida vì họ sợ Biden có thể cảm thấy xấu hổ khi không đạt được tỷ lệ phần trăm đủ cao. Ngày trước, Florida là một bang dao động. Quý vị còn nhớ Hentrin Trust không? Lý do duy nhất khiến những lá phiếu đó quan trọng đến vậy là vì ban quyết định trong cuộc bầu cử năm 2000, bang Sunshine được quyết định chỉ với dưới 1.000 phiếu bầu. Mặc dù vào thời điểm đó, đảng Dân Chủ có thể rất khó chịu, nhưng hóa ra đó là những ngày tháng tuyệt vời đối với đảng ở bang Đông Dân thứ ba trên toàn quốc. Cựu tổng thống Donald Trump đã tiến hành hai cuộc bầu cử tổng thống gần đây nhất ở đó. Thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ cuối cùng đại diện cho Florida đã thất bại trong cuộc tái tranh cử ở đó vào năm 2018 và các ghế trong hạ viện của bang nghiêng về màu đỏ. Điều này cũng đúng đối với các thống đốc và cơ quan lập pháp tiểu bang. Chủ tịch Đảng dân chủ tiểu bang Niski Fry, người là đảng viên Đảng dân chủ duy nhất được bầu trên toàn tiểu bang khi bà giành được ghế ủy viên nông nghiệp vào năm 2018 nhằm mục đích thay đổi điều đó bằng chiến dịch Tech Black Local. Cuộc thử nghiệm đầu tiên về nỗ lực cấp cơ sở sẽ diễn ra vào thứ ba khi theo Ploida the Voice, 7 ứng cử viên được đảng ủng hộ, tất cả đều ở những lĩnh vực mà Đảng dân chủ dự kiến sẽ giành chiến thắng, đều có tên trong lá phiếu. Fry cho biết trong một tuyên bố vào tháng trước rằng những cuộc đua này không mang tính đảng phái, nên điều quan trọng là cử tri phải biết ứng cử viên nào sẽ đấu tranh cho các giá trị của chúng ta và nhiệm vụ của chúng ta với tư cách là một đảng là cung cấp cơ sở hạ tầng cho các ứng cử viên dân chủ cần để giành chiến thắng. Đó là cách chúng ta sẽ giành lại Florida. Chúng ta đang tuyển chọn các ứng cử viên và tranh cử ở khắp mọi nơi và nó bắt đầu ở cấp địa phương. Tuy nhiên, chỉ có 4 trong số 7 ứng cử viên đó giành được chiến thắng. Và không chỉ vậy, đảng Dân Chủ còn thua trong cuộc đua mà họ dễ dàng được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng đến mức người ta tưởng tượng Brian Cole, thậm chí còn không ném xỉa đến các ứng cử viên của đảng trở thành một phần của chiến dịch Take Black Local. Theo Ploida The Voice, ứng cử viên đảng Cộng hòa Tom Carney đã giành chiến thắng trong cuộc đua thị trưởng ở Delray Beach, một cộng đồng ở quận Palm Beach cách Miami khoảng 50 dặm về phía Bắc. Carney kết thúc với 51% phiếu bầu chống lại hai ứng cử viên đảng Dân Chủ, những người lần lượt kết thúc với 38% và 10%. Chiếc ghế trước đây do một đảng viên đảng Dân Chủ nắm giữ ở một khu vực có màu xanh lam đậm. Ploidas gọi đây có lẽ là cú lật mặt gây sốc nhất trong đêm. Đảng Dân Chủ và Pride đã làm lớn chuyện về tội Take Black Local của họ, đội chỉ đang bảo vệ các ghế dân chủ của chính họ. Even Power, Chủ tịch Đảng Cộng hòa Florida cho biết sau khi có kết quả, chúng tôi đã đánh bại 42%. Các chính trị gia chính thức thuộc nhóm Take Back Local đã đánh bại là nghị viên đương nhiệm của thành phố Clearwater Mark Benker, Javante Scott, người đang tranh cử một ghế trước đây do một ứng cử viên đảng dân chủ nắm giữ trong cùng hội đồng và thưa quý vị Karen McNeil người đang tranh cử chức ủy viên Winter Garden ở quận Cam bây giờ liệu đây có phải là dấu hiệu cho thấy một chiến thắng vang dội cho đảng Cộng hòa tại Florida trong cuộc bầu cử vào mùa thu này. Quyết định của đảng Dân Chủ không tổ chức cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống tại bang này tỏ ra nguy hiểm và cho phép họ giành được các ghế ở khu vực thường là lãnh thổ của kẻ thù. Đảng Cộng hòa cho rằng đảng Dân Chủ Florida, bao gồm cả Chủ tịch Nisky Price, đã phạm tội sơ suốt. Thông đốc đảng Cộng hòa Florida Ronnie DeSantis cho biết trong cuộc họp báo ở Miami Beach hôm thứ Tư, Đảng Dân Chủ Florida giống như đảng đối lập tốt nhất mà chúng tôi từng yêu cầu. Họ đã hủy bỏ cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống vì họ sợ Biden có thể cảm thấy xấu hổ khi không đạt được tỷ lệ phần trăm đủ cao và điều đó đã làm được gì. DeSantis nói, điều đó hoàn toàn làm giảm tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu của họ và điều đó mang lại cho đảng Cộng Hòa khả năng giành chiến thắng giống như thị trưởng Delray nơi có vẻ như không hẳn là lãnh thổ của đảng Cộng Hòa. Price cho biết cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân Chủ sẽ không thay đổi kết quả. Điều này thực sự không làm cho điều này tốt hơn nhiều, vì đảng Dân Chủ tin rằng sự thất vọng lớn này sẽ xảy ra dù thế nào đi chăng nữa. Tuy nhiên, cô ấy thực sự có thể đúng. Biden gần như đã giành được đề cử của đảng mình và bang Sunshine là một địa điểm khó có thể diễn ra bất kỳ hình thức bỏ phiếu phản đối nào chống lại người đương nhiệm. Hơn nữa, các cuộc thăm dò gần đây cho thấy ứng cử viên Đảng Cộng hòa của cựu tổng thống Donald Trump có lợi thế 11 điểm so với Biden trong trận tái đấu vào tháng 11. Điều này xảy ra chỉ 2 năm sau khi DeSantis, người hầu như không bị đảng viên Đảng Dân chủ Andrew Gillum vượt qua trong cuộc tranh cử thống đốc năm 2018, đã giành được gần 60% số phiếu bầu trên con đường tái đắc cử, biến các quận có màu xanh đậm trở thành màu đỏ, đặc biệt là xung quanh Miami đảng Dân Chủ không thể lấy lại Florida ở cấp quốc gia hoặc thậm chí là toàn tiểu bang. Ít nhất là ở Sunshine State, 2024 sẽ bùng nổ cho đảng Cộng Hòa. Tôi dám cá, đây sẽ là một cuộc tấm máu cho cánh tả. Hạ viện thông qua dự luật cấm bán dữ liệu của người Mỹ cho Trung Quốc và các địch thủ ngoại quốc khác. Thưa quý vị, Hạ viện đã nhất loạt thông qua một dự luật lưỡng đảng được thiết kế nhằm mục đích bảo vệ thông tin cá nhân của toàn bộ người Mỹ bằng cách cấm các công ty môi giới dữ liệu chuyển thông tin đó cho các địch thủ ngoại quốc như Trung Quốc. SR 7520 còn được gọi là đạo luật bảo vệ dữ liệu của người Mỹ khỏi địch thủ ngoại quốc đã được thông qua với tỷ lệ 414 phiếu thuận, không phiếu chống, trong đó có 18 thành viên không bỏ phiếu các quốc gia và tổ chức hiện được văn phòng bộ trưởng thương mại xác định là địch thủ ngoại quốc là trung quốc cuba iran bắc hàn nga và chế độ maduro ở venezuela dữ liệu nhạy cảm bao gồm số an sinh xã hội số sổ thông hành và số giấy phép lái xe các nhà môi giới dữ liệu cũng bị cấm chuyển bất kỳ thông tin nào liên quan đến sức khỏe thể chất hoặc tinh thần của ai đó Dự luật này đặc biệt nghiêm cấm việc truyền tải các thông tin liên lạc riêng tư như tin nhắn văn bản và lịch sử cuộc gọi điện thoại, cũng như dữ liệu về sinh trắc học và di truyền và thông tin định vị địa lý chính xác. Dự luật cũng cho phép Ủy ban Thương mại Liên bang đưa ra mức phạt dân sự trên 50.000 đô la cho mỗi hành vi vi phạm. Dân biểu dân chủ Brent Palin, thành viên cấp cao của Ủy ban Năng lượng và Thương mại, bày tỏ sự ủng hộ của mình. Cuộc bỏ phiếu áp đảo hôm nay gửi một thông điệp rõ ràng rằng chúng tôi sẽ không cho phép địch thủ của chúng tôi làm suy yếu an ninh quốc gia và quyền riêng tư cá nhân của Mỹ bằng cách mua thông tin nhạy cảm có thể nhận dạng cá nhân của mọi người từ các nhà môi giới dữ liệu. Bà Roger và ông Palin đã công bố luật này vào ngày 5 tháng 3. Đồng bảo trợ là dân biểu Cộng hòa Gus Bilirakis, Chủ tịch tiểu bang đổi mới, dữ liệu và thương mại. Dân biểu dân chủ transkaskowski thành viên cấp cao của tiểu bang nói trên, dân biểu Cộng hòa Rich Allen và dân biểu dân chủ Lori Chahan. Với sự ủng hộ của họ, dự luật này đã được Ủy ban Năng lượng và Thương mại nhất loạt thông qua với tỷ lệ 50 phiếu thuận và không phiếu chống. Trong một tuyên bố trên mạng xã hội sau khi dự luật được thông qua, bà Starkovsky cho biết thông tin cá nhân của người dân đã được đem ra để bán và trao đổi mà họ không hề hay biết trong thời gian quá dài. Ông Allen nói trong một tuyên bố qua thư điện tử, các nhà môi giới dữ liệu thu thập một lượng thông tin nhạy cảm đáng báo động về người Mỹ và việc bán dữ liệu này cho các địch thủ ngoại quốc của chúng ta như Trung Quốc là một mối đe dọa về an ninh. Khi được hỏi về tầm quan trọng của việc hạ viện nhất loạt thông qua dự luật, ông Chase Denton, một cộng tác viên nghiên cứu tại Trung tâm Chính sách Công nghệ tại Quỹ Di sản cho biết, ông nghĩ là các nhà lập pháp đang dần trở nên ý thức hơn trước thông tin về mối đe dọa liên quan đến dữ liệu. Ông nói, vấn đề quan trọng ở đây là dự luật này được đưa ra ngay sau khi dự luật về TikTok. Trong khi dự luật TikTok tập trung vào việc cấm các ứng dụng, thì SR7520 lại nhắm đến các nhà môi giới dữ liệu. Ông giải thích, nhà môi giới dữ liệu là một ngành phụ của lĩnh vực công nghệ rộng lớn hơn, chuyên thu thập và sàng lọc dữ liệu của người tiêu dùng và bán dữ liệu đó cho bất kỳ bên nào sẵn sàng trả tiền mua dữ liệu đó. Trong nhiều trường hợp bên mua chính là một địch thủ ngoại quốc. Điều khác biệt ở đây là dự luật này ám chỉ các công ty Mỹ bán dữ liệu cho những địch thủ ngoại quốc này chứ không phải một ứng dụng ngoại quốc đang thu thập dữ liệu này và gửi về nước sở tại của họ. Chúng ta có các công ty môi giới dữ liệu của Mỹ đang thu thập đủ thứ khủng khiếp về người dân Mỹ và gửi những thông tin đó cho các địch thủ ngoại quốc và để cho họ làm bất cứ điều gì họ muốn với dữ liệu đó hơn nữa ông nói rằng việc thu thập và chuyển giao dữ liệu có mối quan hệ chặt chẽ với an ninh quốc gia và các nhà lập pháp cuối cùng cũng bắt đầu nhận thức được vấn đề này một lần nữa chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý ông bà cô chú và anh chị em đã chọn cho youtube của emily để cập nhật các bản tin hàng ngày cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành và ủng hộ cùng chúng tôi đội ngũ ban biên tập luôn nỗ lực cập nhật tin tức để gửi tới quý vị nhanh nhất để không phụ sự kỳ vọng của quý khán thính giả và quý vị hãy ủng hộ chương trình bằng cách bấm like share và đăng ký kênh btv e post time để không bỏ lỡ bất kỳ nội dung hấp dẫn nào từ chúng tôi nhé